Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Khoảnh khắc tên lửa Storm Shadow nổ tung trên lãnh thổ Nga. Ngày 20 tháng 11, một cuộc tấn công bằng tên lửa Storm Shadow của Ukraine nhắm vào mục tiêu tại làng Marino, tỉnh Kursk, Nga đã thu hút sự chú ý toàn cầu. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ít nhất 10 tên lửa Storm Shadow lao xuống mục tiêu, đánh dấu lần đầu tiên Ukraine sử dụng vũ khí này để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Tài khoản Ukraine Battle Map chuyên cập nhật về chiến sự khẳng định cuộc tấn công nhắm đến một sở chỉ huy ngầm của Nga. Các nguồn tin thân Kremlin cũng xác nhận tiết lộ khoảng 12 tên lửa đã được phóng vào một điền trang lịch sử từ thế kỷ 19, hiện được sử dụng làm khu nghỉ dưỡng chính phủ. Trang tin Rus Vesna cho biết tên lửa rơi xuống lúc 15 giờ, nhưng cơ sở vật chất chỉ chịu thiệt hại nhẹ. Hình ảnh mảnh vỡ có khắc chữ Storm Shadow được đăng tải trên mạng xã hội, củng cố thông tin về loại vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công. Theo Financial Times, giới chức Anh xác nhận đây là lần đầu Ukraine khai hỏa tên lửa Storm Shadow trên lãnh thổ Nga. Chính phủ Anh trước đó chỉ cho phép Ukraine sử dụng loại vũ khí này ở Donbass, khu vực do Nga kiểm soát. Cuộc tấn công phản ánh sự leo thang trong chiến sự. Guardian tiết lộ London bật đèn xanh cho động thái này để đáp trả các diễn biến trên chiến trường. Chuyên gia quân sự David Ace nhận định, quy mô tấn công lớn cho thấy mục tiêu là một cơ sở có giá trị cao, được bảo vệ kỹ lưỡng. Hiện tại, cả Ukraine và Nga chưa đưa ra bình luận chính thức. Chính phủ Anh cũng từ chối phản hồi về sự kiện, giữ thái độ im lặng trước các động thái leo thang căng thẳng trong khu vực. Bloomberg, Ukraine nã tên lửa Storm Shadow của Anh sang đất Nga. Hãng tin Bloomberg ngày 20 tháng 11 dẫn lời một quan chức phương Tây rằng Ukraine lần đầu tiên tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga bằng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp. Theo nguồn tin, việc Anh chấp thuận cho Ukraine sử dụng Storm Shadow tấn công sang lãnh thổ Nga nhằm phản ứng thông tin quân Triều Tiên tham chiến chống lại lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk, Nga. Tên lửa Storm Shadow có nhiều phiên bản khác nhau, có tầm bắn từ 250 đến 560 km. Theo tờ Kyiv Independent, Ukraine đã từng sử dụng Storm Shadow để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở bán đảo Crimea. Theo một kênh Telegram quân sự Nga, có tới 12 tên lửa tấn công tỉnh Kursk, Nga vào chiều 20 tháng 11 giờ địa phương, nhưng đã bị phòng không Nga đánh chặn. Các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, các mảnh vỡ được cho là của tên lửa Storm Shadow được tìm thấy ở làng Marino, Kursk. Một kênh Telegram khác đưa tin rằng, hai tên lửa đã bị đánh chặn trên bầu trời cảng biển Jets, tỉnh Krasnodar, Nga. Ukraine và Nga chưa bình luận về cuộc tấn công. Anh chưa bình luận về thông tin của Bloomberg. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey ngày 20 tháng 11 nói rằng London đang tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và quyết tâm làm nhiều hơn nữa. Trước đó, ngày 18 tháng 11, Thủ tướng Anh Keir Starmer từ chối đi vào chi tiết về việc liệu Anh có cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow do London cung cấp tấn công lãnh thổ Nga. Ông Starmer chỉ nói rằng London nhận thấy cần phải tăng gấp đôi sự hỗ trợ dành cho Ukraine để đảm bảo Kiev có những gì cần thiết trong thời gian cần thiết. Thông tin về vụ tấn công bằng Storm Shadow xuất hiện một ngày sau khi Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất để tấn công lãnh thổ Nga. Trong một diễn biến liên quan, ngày 19 tháng 11, tờ The Washington Post dẫn lời hai quan chức Mỹ rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chấp thuận gửi mìn chống bộ binh đến Ukraine, đánh dấu một sự thay đổi chính sách lớn khác của chính quyền Washington. Theo các quan chức này, chính quyền ông Biden rất quan ngại về các cuộc tấn công của Nga vào tiền tuyến của Ukraine trong những tuần gần đây và thấy cần phải ngăn chặn đà tiến này. Trong khi đó, Lầu Năm Góc tin rằng việc viện trợ mìn sẽ giúp làm chậm cuộc tấn công của Nga. Một quan chức trên cho biết, loại mìn chống bộ binh mà Mỹ sẽ gửi cho Ukraine là loại không tồn tại lâu, nghĩa là mìn tự hủy hoặc mất điện tích pin, khiến chúng không hoạt động, làm giảm nguy cơ cho dân thường. Các loại mìn này được thiết kế để trở nên vô hại sau một khoảng thời gian nhất định, dao động từ 4 giờ đến 2 tuần. Mỹ kỳ vọng Ukraine sử dụng các loại mìn này để củng cố các tuyến phòng thủ ở tiền tuyến Ukraine, chứ không phải dùng để tấn công ở đất Nga. Mỹ cũng đã tìm kiếm sự đảm bảo rằng Ukraine sẽ cố gắng hạn chế rủi ro đối với dân thường từ các loại mìn này. Theo đài CNN, kể từ những ngày đầu của cuộc chiến ở Ukraine, Washington đã cung cấp cho Kiev mìn chống tăng để đối phó Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền Tổng thống Biden vẫn chưa cung cấp cho Ukraine mìn chống bộ binh vì lo ngại về mối nguy hiểm lâu dài mà chúng có thể gây ra.
Do đó, nếu thông tin trên là thật, thì đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ viện trợ Ukraine loại mìn này. Các nhóm nhân quyền từ lâu đã chỉ trích việc sử dụng mìn chống bộ binh vì chúng có thể gây chết người bừa bãi và có thể tồn tại nhiều năm sau khi cuộc xung đột đã kết thúc. Nhà Trắng, Ukraine, Nga chưa phản hồi về thông tin trên. Thông tin trên được đưa ra vài ngày sau khi truyền thông Mỹ đưa tin rằng Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Lãnh đạo tình báo Nga sẽ không bỏ qua cho NATO, Mỹ vụ Ukraine nã tên lửa ATACMS vào đất Nga. Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga SVR, ông Sergei Naryshkin cảnh báo rằng Nga sẽ không để yên cho những nỗ lực của một số quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, khi tham gia vào các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, theo hãng thông tấn TASS. Ông Naryshkin đưa ra cảnh báo trên khi trả lời phỏng vấn tạp chí National Defense của Nga hôm 20 tháng 11 liên quan việc truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Những người phản đối chúng tôi buộc phải thừa nhận rằng quyết tâm của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc bảo vệ vững chắc các lợi ích cơ bản của đất nước bằng mọi phương tiện có thể hạn chế khả năng điều động của Washington và Brussels, ông Naryshkin nói. Ông Naryshkin nhấn mạnh rằng những nỗ lực của một số đồng minh NATO nhằm tạo điều kiện cho các cuộc tấn công tầm xa tiềm tàng bằng vũ khí phương Tây vào sâu trong lãnh thổ Nga sẽ không thể không bị trừng phạt. Người đứng đầu SVR của Nga cũng nhận xét rằng giới tinh hoa quân sự và chính trị phương Tây ngày càng nhận ra mức độ nghiêm túc trong ý định của Nga và nhu cầu phải thận trọng hơn trong các hành động để tránh bị cuốn vào một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với đất nước chúng tôi, điều có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho họ. Người đứng đầu SVR đưa ra những bình luận trên trong bối cảnh căng thẳng hạt nhân giữa Nga với các nước phương Tây đang ngày một cao. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 19 tháng 11 cho biết quân đội Ukraine đã phóng 6 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất vào tỉnh Bryansk, Nga. Cùng ngày, Tổng thống Putin hôm 19 tháng 11 cũng đã phê chuẩn học thuyết hạt nhân mới. Hiện phía Mỹ, NATO chưa đưa ra phản ứng về phát ngôn trên của ông Naryshkin. Trong khi đó, truyền thông quốc tế đưa tin, quân đội Ukraine lần đầu tiên đã phóng các tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp vào các vùng Kursk và Krasnodar của Nga. Theo Bloomberg và BBC, động thái diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã nhận được sự cho phép từ nhiều nước phương Tây để bắn tên lửa tầm xa của họ vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Moscow cảnh báo những cuộc tấn công như vậy sẽ tương đương với sự tham gia trực tiếp của NATO vào cuộc xung đột. Chúng ta, với tư cách là một quốc gia, một chính phủ đang tăng gấp đôi sự hỗ trợ của mình cho Ukraine và quyết tâm làm nhiều hơn nữa, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey phát biểu trước Quốc hội nước này hôm 20 tháng 11. Nhiều hãng thông tấn quốc tế cuối tuần trước đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dỡ bỏ lệnh hạn chế Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Mỹ, trong khi Nhà Trắng chưa chính thức xác nhận hay phủ nhận điều này. Các lực lượng Kiev đã phóng một loạt tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất vào vùng Bryansk của Nga sáng sớm 19 tháng 11. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về thông tin mới. Tuy nhiên, theo một kênh Telegram, có tới 12 tên lửa Storm Shadow bắn vào vùng Kursk của Nga chiều 20 tháng 11, nhưng đã bị phòng không địa phương đánh chặn. Các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những mảnh vỡ tên lửa do Anh sản xuất được tìm thấy ở làng Marino, cách biên giới Ukraine khoảng nửa đường tới nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Kurchatov. Một kênh Telegram khác cho hay ít nhất 2 tên lửa đã bị bắn chặn phía trên cảng biển Jets ở vùng Krasnodar của Nga. Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev, Ukraine thông báo đóng cửa ngày 20 tháng 11 giờ địa phương sau khi nhận tin báo sẽ có không kích nghiêm trọng, đài CNN đưa tin. Theo khuyến cáo được đăng trên trang web của mình, Đại sứ quán Mỹ yêu cầu nhân viên trú ẩn tại chỗ và khuyến cáo công dân Mỹ chuẩn bị trú ẩn ngay lập tức khi nghe còi báo động không kích trong khu vực. Theo nhóm phóng viên CNN tại Kiev, âm thanh của máy bay không người lái, UAV và hệ thống phòng không được kích hoạt vang lên khắp thủ đô, gồm ở khu vực trung tâm. Theo CNN, Kiev đã chứng kiến các cuộc không kích gần như hàng ngày kể từ đầu tháng 9, buộc người dân thủ đô phải trú ẩn trong mạng lưới tàu điện ngầm. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đưa ra khuyến cáo trên một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã phóng 6 tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất vào tỉnh Bryansk, Nga.
Trong nhiều tháng, Nga đã cảnh báo phương Tây rằng nếu Washington cho phép Ukraine bắn tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp vào sâu trong lãnh thổ Nga, Moscow sẽ coi các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, là trực tiếp tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine, theo hãng tin Reuters. Vụ Ukraine phóng tên lửa ATACMS của Mỹ sang Nga, từ thông tin cấp phép đến cáo buộc. Sau nhiều thông tin xung quanh việc Mỹ cho phép Ukraine phóng tên lửa sang lãnh thổ Nga, ngày 19 tháng 11, Moscow đã chính thức lên tiếng cáo buộc Ukraine phóng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất sang tỉnh Bryansk của nước này. Một số tên lửa đã bị đánh chặn, theo đài RT. Các hãng thông tấn của Nga và Ukraine đưa tin kho vũ khí của Moscow ở tỉnh Bryansk đã trúng tên lửa ATACMS trong đòn tấn công của Kiev rạng sáng ngày 19 tháng 11. Ngay sau cuộc tấn công của Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng cuộc tấn công là dấu hiệu cho thấy phương Tây đang cố gắng leo thang tình hình, vì những cuộc tấn công như vậy là không thể nếu không có sự trợ giúp của Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, từ chối xác nhận hoặc phủ nhận đã dùng tên lửa ATACMS tấn công sâu vào đất Nga, theo CNN. Tuy nhiên, ông Zelensky nói rằng Ukraine sử dụng tất cả các khả năng tầm xa trong kho vũ khí để chiến đấu. Ông Stephen Dujarric, phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, Liên Hợp Quốc lo ngại về bất kỳ khả năng leo thang nào của cuộc xung đột Nga-Ukraine sau thông tin Moscow tố Kiev nã tên lửa ATACMS sang tỉnh Bryansk của Nga rạng sáng ngày 19 tháng 11. Cũng trong ngày 19 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn học thuyết hạt nhân mới, mở rộng phạm vi răn đe hạt nhân trước thông tin Mỹ cho phép Ukraine phóng tên lửa ATACMS sang Nga. Trước đó, ngày 17 tháng 11, The New York Times và nhiều hãng truyền thông quốc tế khác đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine dùng tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Liên quan diễn biến này, trên các phương tiện truyền thông liên tục xuất hiện các phát ngôn từ phía các đồng minh Mỹ là Anh, Pháp, Đức về việc Mỹ cho phép Ukraine phóng tên lửa ATACMS sang Nga. Thủ tướng Anh Keir Starmer dự từ chối đi vào chi tiết về việc liệu Anh có cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow do London cung cấp tấn công lãnh thổ Nga, chỉ khẳng định sẽ tăng gấp đôi sự hỗ trợ cho Ukraine. Về phía Pháp, khi được yêu cầu xác nhận lập trường của Paris, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nhắc lại lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 5 rằng Điện Élysée đang cân nhắc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa SCALP do Paris cung cấp tấn công lãnh thổ Nga. Về phía Đức, hôm ngày 18 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho biết Đức vẫn giữ lập trường lâu nay là từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Taurus, bất chấp các đồng minh đã chuyển giao cho Kiev các loại tên lửa tương tự. Dù các bên trong cuộc đều chưa lên tiếng về cáo buộc của Nga, nhưng giới chuyên môn nhận định việc Ukraine phóng tên lửa ATACMS của Mỹ sang Nga sẽ đẩy cục diện xung đột Nga-Ukraine vào giai đoạn mới, và giới lãnh đạo ở Moscow cũng đang tính toán phương án ứng phó kịch bản này. Nga cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu NATO hỗ trợ Ukraine tấn công lãnh thổ. Nga đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc rằng bất kỳ quốc gia NATO nào hỗ trợ Ukraine trong việc thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả trừng phạt. Cảnh báo này được Sergei Naryshkin, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài Nga, đưa ra vào ngày 20 tháng 11 trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công Nga. Ông Naryshkin cho rằng những sửa đổi gần đây trong học thuyết hạt nhân của Nga đã khiến việc đánh bại nước này trên chiến trường trở nên gần như không thể. Theo ông, Tổng thống Vladimir Putin thể hiện quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia bằng mọi phương tiện cần thiết. Điều này đã thu hẹp không gian hành động của Mỹ và NATO. Ngày 19 tháng 11, trong dấu mốc 1.000 ngày kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine bùng nổ, Kiev đã sử dụng tên lửa ATACMS sau khi nhận được sự chấp thuận từ chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ngay sau đó, Tổng thống Putin đã phê duyệt sửa đổi học thuyết hạt nhân, hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Ông Naryshkin nhấn mạnh rằng giới chính trị quân sự phương Tây đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng trong ý định của Nga. Họ cần thận trọng hơn để tránh rơi vào một cuộc xung đột quân sự trực tiếp, điều có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Mặc dù vậy, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tuyên bố
không thấy lý do gì để thay đổi trạng thái hạt nhân hiện tại của Washington. Trong khi đó, phía Nga cho biết những thay đổi trong học thuyết hạt nhân đã được phương Tây tiếp nhận với thái độ thận trọng. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đường dây nóng giữa Nga và Mỹ hiện không được sử dụng, dù cả hai quốc gia có một kênh liên lạc đặc biệt dành cho các tổng thống. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ cuộc liên lạc nào diễn ra qua kênh này kể từ cuộc điện đàm gần nhất vào tháng 2 năm 2022. Căng thẳng hiện tại giữa Nga và NATO tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc xung đột mở rộng nếu các bên không kiềm chế hành động leo thang. Tổng thống Ukraine đề cập tới kịch bản tệ nhất trong xung đột với Liên bang Nga. Trong khi nhiều quan chức xác nhận Ukraine lần đầu tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga bằng tên lửa AT-ACMS do Mỹ sản xuất, Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky, đã đề cập về kịch bản tồi tệ nhất trong xung đột với Moscow. Theo tờ Bưu điện Kiev, The Kyiv Post, ngày 20 tháng 11, nhiều hãng truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết các quan chức Mỹ xác nhận Ukraine đã sử dụng tên lửa chiến thuật lục quân AT-ACMS tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Liên bang Nga vào hôm 19 tháng 11. Căn cứ vào lời của hai quan chức Mỹ, đài CNN đưa tin, Ukraine đã đánh trúng một kho vũ khí của Liên bang Nga bằng tên lửa do Mỹ cung cấp. Đây là lần đầu tiên loại vũ khí này được sử dụng để tấn công vượt biên giới. Các báo cáo tương tự cũng xuất hiện trên website của tổ chức truyền thông độc lập phi lợi nhuận NPR và tờ thời báo New York, The New York Times, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Báo Bưu điện Kiev cho biết các cuộc tấn công này diễn ra sau nhiều tháng đàm phán với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc sử dụng vũ khí nhằm vào bên trong lãnh thổ Liên bang Nga. Nhưng mãi tới ngày 17 tháng 11 vừa qua, ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng mới bật đèn xanh cho việc này. Trả lời phỏng vấn với tờ O Global của Brazil ngày 19 tháng 11, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Tây Bán Cầu, ông Brian Nichols, cho rằng việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa có thể buộc Nga phải bước vào bàn đàm phán hòa bình. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Kiev ngày 19 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không xác nhận liệu cuộc tấn công vào một kho vũ khí gần Bryansk có được thực hiện bằng tên lửa AT-ACMS hay không, nhưng ông khẳng định Ukraine có khả năng tấn công tầm xa và sẽ sử dụng năng lực này. Cũng trong ngày 19 tháng 11, ông Zelensky đã nói với Fox News rằng Ukraine sẽ thua trong cuộc chiến với Liên bang Nga nếu Mỹ cắt viện trợ quân sự. Cụ thể, ông Zelensky tuyên bố, nếu họ cắt viện trợ, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thua. Và cho biết thêm, chúng tôi sẽ chiến đấu, chúng tôi có khả năng sản xuất nhưng không đủ để giành chiến thắng. Và tôi nghĩ điều đó cũng không đủ để sống sót. Theo tờ Bưu điện Kiev, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thường xuyên chỉ trích khoản viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ mà chính quyền Joe Biden đã cung cấp cho Kiev kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhưng quá trình vận động tranh cử, ông Trump, với tư cách là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đã nhiều lần cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh nhưng không nói rõ chi tiết cách thức thực hiện. Tuần này, các đồng minh của Trump lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định của ông Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa AT-ACMS do Mỹ cung cấp để tấn công vào bên trong lãnh thổ Liên bang Nga, cáo buộc đây là một hành động leo thang nguy hiểm. Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 18 tháng 11, ông Mike Wallace, người được đề cử làm cố vấn an ninh quốc gia, nhận định đây là một bước leo thang khác và không ai biết điều này sẽ đi đến đâu. Trong khi đó, quyền giám đốc tình báo quốc gia trong chính quyền Trump 1.0, ông Richard Grenell, người từng được xem là ứng viên sáng giá cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ, nói rằng không ai lường trước được việc ông Joe Biden sẽ leo thang chiến tranh ở Ukraine trong thời kỳ chuyển tiếp. Điều này như thể ông ấy đang phát động một cuộc chiến hoàn toàn mới. Tuy nhiên, theo ông Grenell, bây giờ mọi thứ đã thay đổi, tất cả các tính toán trước đây đều vô giá trị và tất cả đều vì chính trị. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine nói với Fox News rằng sự đoàn kết giữa Ukraine và Mỹ là điều quan trọng nhất. Ông Zelensky cho rằng ông Trump có thể gây ảnh hưởng đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh vì ông ấy mạnh mẽ hơn ông Putin rất nhiều. Trong bối cảnh Liên bang Nga đang giành thêm lợi thế và các cuộc đàm phán ngày càng được đề cập nhiều, Ukraine lo ngại sẽ rơi vào thế bất lợi khi bàn thảo về một thỏa thuận hòa bình. Vào đêm ngày 19 và rạng sáng 20 tháng 11, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Ukraine, sử dụng các tên lửa và máy bay không người lái UAV để thực hiện đòn tấn công này. Đây không phải là lần đầu tiên Nga tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ vào Ukraine, nhưng cuộc tấn công lần này lại có sự tham gia của một số lượng lớn máy bay không người lái và tên lửa hiện đại,
khiến tình hình trở nên hết sức căng thẳng. Theo thông báo từ chính phủ Ukraine, các lực lượng phòng không của họ đã được kích hoạt ở 14 khu vực trên toàn quốc với mục đích ngăn chặn và đánh bại các mối đe dọa từ trên không. Lực lượng phòng không của Ukraine đã thành công trong việc đánh chặn 2 tên lửa và 56 máy bay không người lái trong suốt cuộc tấn công của Nga. Không quân Ukraine cũng tham gia trực tiếp vào chiến dịch phòng thủ, phối hợp với các lực lượng tên lửa phòng không, đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động để đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Nga. Theo thông tin từ không quân Ukraine, cuộc tấn công vào đêm 19 tháng 11 và rạng sáng 20 tháng 11 có sự tham gia của tổng cộng 122 UAV từ phía Nga, một tên lửa phòng không S-300 và 5 tên lửa không đối đất KH-59/69. Các loại vũ khí này được cho là nhắm vào các mục tiêu quan trọng, đặc biệt là các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine, trong khi cũng có những mục tiêu dân sự bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ vào hệ thống phòng không và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng phòng thủ, cuộc tấn công của Nga đã bị ngăn chặn ở nhiều khu vực. Tính đến 11 giờ sáng ngày 20 tháng 11, Ukraine đã xác nhận bắn hạ 2 tên lửa không đối đất và 56 UAV từ phía Nga. Những mảnh vỡ của các UAV và tên lửa này rơi xuống nhiều khu vực của Ukraine, bao gồm Kiev, Cherkasy, Chernihiv, Poltava, Kirovohrad, Zhytomyr, Khmelnytsky, Sumy, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Donetsk và Kharkiv. Trong số này, 58 UAV bị mất tín hiệu và biến mất khỏi màn hình radar, trong khi 6 chiếc còn lại được ghi nhận là đã thay đổi hướng bay, quay trở lại về phía Nga và Belarus. Đây là một chiến thắng quan trọng đối với Ukraine trong việc bảo vệ không phận của mình trước những đợt tấn công của quân đội Nga. Trước các cuộc tấn công liên tục của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng mà quân đội Nga đang gây ra đối với đất nước mình, đặc biệt là đối với các cơ sở năng lượng chiến lược. Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, quân đội Nga đã tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine hơn 1.000 lần, nhằm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và các cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước này. Cách đây không lâu, vào ngày 17 tháng 11, Nga lại tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, đặc biệt là những nhà máy nhiệt điện thuộc sở hữu của DTEK. Cuộc tấn công này đã gây thiệt hại nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sản lượng điện và gây ra các vấn đề nghiêm trọng về năng lượng trong cả nước. Những cuộc tấn công như vậy không chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự mà còn có tác động nặng nề đến cuộc sống của người dân Ukraine, làm gia tăng căng thẳng và khủng hoảng năng lượng trong nước. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã kiên cường phản kháng và tiếp tục duy trì khả năng phòng thủ mạnh mẽ trước các đợt tấn công của Nga, bất chấp những khó khăn và thiệt hại lớn. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và những cuộc tấn công như thế này dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới với những ảnh hưởng sâu rộng đến an ninh và sự ổn định của khu vực. Trước tình hình này, Ukraine tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế mạnh mẽ hơn, đặc biệt là từ các quốc gia phương Tây, để giúp đỡ trong công cuộc phòng thủ và duy trì sức mạnh trước các đợt tấn công của Nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!